Thanh Hóa xử phạt 11 thanh niên hát karaoke chui bất chấp lệnh cấm. Công an thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa trong quá trình thực thi nhiệm vụ đã phát hiện một quán karaoke trên địa bàn vẫn mở cửa cho khách vào hát bất chấp lệnh cấm. Chiều ngày 30 tháng 9, thông tin từ Công an thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa cho biết vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 28 tháng 9, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tổ phản ứng nhanh phối hợp với đội quản lý hành chính Công an thành phố Sầm Sơn đã kiểm tra và phát hiện quán karaoke Ruby có địa chỉ tại khu phố Bắc Kỳ, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn do Lường Minh Thành trú tại khu phố Sơn Hải, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn làm chủ đã không chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19, vẫn mở cửa cho khách vào hát. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện có một phòng hát đang hoạt động với 11 người bên trong, gồm 6 nam, 5 nữ. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính các trường hợp trên và yêu cầu chủ cơ sở dừng hoạt động kinh doanh từ thời điểm kiểm tra, tiến hành hoàn tất hồ sơ, xử lý vi phạm theo quy định. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, lực lượng chức năng đã đưa những người có mặt trong quán đi khai báo y tế và lấy mẫu tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19. Kết quả, cả 12 mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2. Sau đó, Công an thành phố đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã Công an thành phố đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn ra quyết định xử phạt cơ sở kinh doanh karaoke Ruby số tiền 15 triệu đồng về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 khách đến hát tại cơ sở kinh doanh trên về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế được quy định tại điểm A khoản 1, điều 12, Nghị định 117 NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Thanh Hóa vẫn tạm dừng các hoạt động dịch vụ như trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới, rạp chiếu phim, dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, sông hơi, massage và các hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ Thanh Hóa đi các tỉnh, thành phố và ngược lại.